Con chào mẹ, con đi học về rồi ạ. Đi học về rồi đấy ạ. Hôm nay nhà khách, con vào chào hỏi mọi người đi. Dạ vâng ạ. Dạ đây là cháu chào ông ạ. Ôi dồi ôi, sợ là ông, nó là cháu mày đấy. Trời ơi, sao mặt già chát như thế mà lại là cháu của con được. Nhìn già như thế thôi nhưng mà theo vai vế trong nhà là cháu của con đấy. Dạ cháu chào chú Bốn Mát, chú mới đi học về ạ? Vâng, chú mới đi học về. Thôi lên tầm cất sách vở đi, xuống dọn cơm, mời mọi người ăn cơm nữa. Cơm xong rồi, cháu mời mọi người ăn cơm ạ. Ồ hay, cái thằng bé này nhà có bao nhiêu người, phải mời từng người chứ, mẹ dậy rồi, mời chung chung ra sao? Đúng rồi đấy, mời từng người đi, cho quen dần. Cháu mời bà xuống ăn cơm ạ. Ồ hay, anh họ lại không nhớ em mà. Bà nào mà bà, đây là em họ con đấy. Hồi anh còn bé, em còn bé anh đi chơi suốt đấy, anh quên hết rồi. Ừ thế anh mời em xuống ăn cơm ạ. À nhá, đây là cô đúng không ạ? Cháu mời cô xuống ăn cơm ạ. Ôi cô nào, Mai ơi cháu dạy con kiểu gì đấy? Ôi, mẹ nó hỗn quá, đây là bà trẻ. Cô thông cảm, bố mắt vẫn chưa biết ạ. Ừ, dạ, cháu xin lỗi bà trẻ ạ, cháu mời bà trẻ xuống ăn cơm ạ. Rồi. Ui, em bé đáng yêu quá. Ôi dồi ôi, ăn nói xả lơ, nói xả lơ, sao con nói gì? Sao mẹ? Đây là bác của con, mẹ không phải gọi là anh đấy, con có thể hỗn không ạ? Chào bác đi cháu. Trời ơi, nó có tí tuổi mà nó đã làm bác của mình rồi. Thằng này không có vai vế gì cả, có thích bác cho ăn đòn không? Dạ không ạ, thôi cháu mời bác trẻ xuống ăn cơm ạ. Hôm nay mày phải chỉ con vai vế từ đầu, loạn hết trong nhà thì là không được. Thôi rồi, xuống ăn cơm đi. Con no rồi mẹ ạ, mọi người cứ ăn tự nhiên. Cái thằng bé này, cơm thì không ăn, suốt ngày ăn linh tinh thôi. Cụ ơi, đồ ăn tặng bên giờ ngon mà, không linh tinh đâu cụ ạ. Ôi dồi ôi, nhìn xanh đỏ tím vàng như thế này, hoa hết cả mắt. Thời của cụ á, ăn vặt lành mạnh và ngon lắm. Cụ nói đúng đấy Bốn Mắt ạ. Đồ ăn vặt ngày xưa ngon mà sạch sẽ lắm. Mỗi lần nhớ đến hương vị đồ ăn vặt ngày xưa là ông lại thấy sao xuyến bồi hồi. Bố với bà nói chuẩn đấy, đồ ăn vặt bây giờ bọn nó linh tinh lắm, không được như ngày xưa đâu. Đồ ăn vặt bây giờ ngon mà, là ngày xưa làm gì mà đa dạng đúng như bây giờ. Thế thì bây giờ cụ sẽ rủ cả nhà chơi thử thách. Thử thách 100 năm đồ ăn vặt, để xem trong vòng 100 năm thì đồ ăn vặt nào là ngon nhất. Bắt đầu từ thời của cụ là 1930 nha. Dạ vâng, cháu thấy thử thách này rất hay đấy, cháu sẽ rủ cả nhà cùng chơi thử thách này với cụ luôn. Bắt đầu thôi. Thời của cụ là 1930, vẫn còn chiến tranh, đất nước còn nghèo lắm nên không có nhiều đồ ăn vặt. Nhưng mà lúc buồn mồm buồn miệng vẫn có đồ ăn chứ. Đây là hai món cụ hay ăn, bây giờ kiếm cũng khó phết đây. Đây, khoai lang luộc và củ sắn cụ ăn đầy các cháu nhá. Lâu lắm rồi mới ăn lại quá, ăn phải đẻ ra các cháu ạ. Khi mà nhai có vị bùi bùi bột ăn rút phong nó kẽ ngọt ngọt. Ngày xưa là mê món này lắm nhưng bây giờ ít có người ăn. Còn đây là củ khoai đào vừa đào được và đang ngọt lắm. Mềm ngọt quá các cháu ơi, nó hơn cả sắn dây cơ, ăn có nhiều chất dinh dưỡng lắm, rất là tốt đấy. Thời của cụ đồ ăn đặc đơn giản vậy thôi nhưng mà vẫn rất là thích. Thời của cụ thì cũng ít đồ ăn vặt nhưng mà đến thời của ông ấy thì cũng vẫn ít các cháu ạ. Đất nước đợt này vẫn đang chiến tranh, ông nhớ là hồi đấy đi trong xó quanh quanh này thì có cây nào có quả dại hoặc là quả gì chua chua hái xuống ăn, cả đám ăn với nhau vui lắm. Đây ông đã chuẩn bị một cái bát hoa quả, toàn cái quả ngày xưa mà cả đu túng tụ mà ăn vui lắm các cháu ạ. Ngoài ra thì đây là một cái kẹo, nó là kẹo rồi. Ông vừa nhờ thằng cháu nó đâm cho ông cái chén muối ớt, nhìn cay hấp dẫn quá. Không biết với cái hàm răng yếu này ông có ăn được cái quả này nữa không. Ây da, đây là cái quả nhót.
chua lắm. Nhìn cái đã thấy chua rồi. Bây giờ ông sẽ ăn nhá. Phải chấm nhiều vào không thì nó chua lắm. Ở đây ông có một quả tháp, vẫn là quả nhót nhưng mà phiên bản chín. Nài vào quần vào áo cho nó bớt cái bụi đi các cháu ạ. Ăn cho nó đỡ bị ho, sau đó mình sẽ nặn. Nặn như thế này để cho cái quả nhót nó ngọt hơn, nó tứa nước ra. Ngon lắm. Ngọt ngọt ngọt. Nhưng ông vẫn sẽ chấm thêm ít muối. Thơm thế, quả nhót chín nó thơm thật đấy. Vừa ăn toàn quả chua, giờ phải ăn ít cái bánh kẹo ngọt này cho nó trung hòa các cháu ạ. Nhìn như là dồi tiết vậy. Bên trong có là đường, đường ngọt lắm, thơm lắm. Bác là bác bốn mắt nha, chào các cháu nha. Ôi này, có cái kẹo ăn là quý lắm các cháu ạ. Đây này, ngày xưa các ba nhá cứ thích ăn kẹo lạc và kẹo dừa thôi. Có cái kẹo này và uống thêm cốc trà đá thì ngon các cháu ạ. Lạc cộng với đường, ngọt ngọt bùi bùi. Ngon. Tiếp theo là kẹo dừa. Kẹo này cũng rất phổ biến luôn. Có cái lớp giấy nến này không cần bóc đâu các cháu ạ. Cứ thế là ăn được luôn. Ôi dồi, kẹo dừa cứng quá, dưới lần bác không gãy rồi. Ngậm một lúc sẽ mềm này, sẽ dễ ăn với cháu ạ. Ui, siêu ngọt, và chua thơm mùi dừa luôn. Thời cô hồi năm 1990, lúc này vẫn đang ít đồ ăn vặt lắm. Không như bây giờ đâu các cháu ạ. Và món ăn vặt phổ biến nhất thời cô ấy, cô thích nhất là các loại bỏng. Đây! À, là không, con này tên bỏng nhưng không phải con này đâu. Đây, đây này các cháu ơi. Trời ơi, nhiều loại lắm. Hôm nay cô đi đường thấy nên là cô phải mua rất nhiều loại về ăn cho đã. Ngày xưa là cô phải đạt được điểm cao lắm bà mới mua cho đây. Mà những cái loại này ngày xưa cũng hiếm cơ. Gia đình là phải có điều kiện lắm mới được ăn thường xuyên các cháu ạ. Đây là bỏng ngô và bỏng gạo nha. Ngày xưa là đọc là được đựng những cái túi thôi chứ không phải đóng túi zip như bây giờ như các cháu đâu. Đây bây giờ bỏng gạo nó còn có màu sắc các cháu ạ. Ngày xưa cô là cái bỏng gạo trắng ấy, nhưng còn hơi đục đục một xíu cơ. Trời ơi, đúng cái hương vị đó cháu ơi. Nó cứ xốp xốp, không tan tan trong miệng á. Không có vị gì đâu, nó nhạt hơn nhưng mà ăn nó vẫn cuốn. Đấy. Ok. Đây, bây giờ mấy đứa xem phim là có bóc rác bơ để ăn đúng không? Nhưng thời cô chỉ có bỏng ngô, nguyên hạt thế này thôi. Nguyên chất, không gia vị gì luôn. Ngày xưa cô không thích cái này nào đâu nhưng mà vì nó rẻ. Không có vị rất rất nhạt nhưng mà thơm thơm mùi ngô nha. Đây 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 đây, những loại bỏng của cô thích cái này các cháu ơi. Những cái bỏng này rất là ngon luôn. Cái bỏng này cũng là bỏng gạo đấy các cháu ạ. Hương vị tuổi thơ. Đây. Xốp xốp. Như là mật cũng khá khó, không phải không phải đường đâu. À đúng rồi, phải là mật nó mới không bị cái mùi khét các cháu ạ. Nhưng mà nha, cái bỏng ngào đường này cô thích ăn có loại bé bé, cái hạt gạo là bé bé này hơn các cháu. Vì sẽ biết không, nó sẽ ngấm được rất nhiều mật, ăn lại rất là ngọt. Đúng, hợp lý. Đấy, cái hạt gạo nó phải bé như thế này nè. Giòn rút luôn. Mật thấm đẫm vào bỏng luôn. Nói bây giờ cô lớn rồi mà cũng thích ăn cái bọc này. Cái loại thanh này sẽ ăn là nó sẽ chia ít hơn nha. Một túi sẽ ít hơn cái loại tròn này đấy các cháu ơi. Cái này á, cô đánh giá không ngon bằng cái tròn cơ. Tại vì nó ngấm ít mật lắm. Các bạn ơi, mình là anh họ của bốn mắt. Thời 2000 của mình á, chỉ có những cái món như này thôi. Cái thời này thì đồ ăn vặt cũng khá nhiều đồ rồi các bạn ạ. Cũng đa dạng phết. Nhưng mà so với bây giờ thì vẫn còn hơi đơn giản. Như là bánh đồng tiền này, cận như ý này, bim bim đậu xanh sữa dừa, chip chip, và kẹo này là kẹo dồi hình viên thuốc. Trời ơi, một gói này mà cũng có khá nhiều luôn ấy. Và cái bánh quy này thì siêu mỏng luôn các bạn ơi. Một lúc như này mình ăn phải chục cái luôn. Đừng nói bánh hai rừng cũng dễ ăn thôi nhưng mà rất là ngạt. Mấy cái món này thì món nào cũng rẻ thôi các bạn ạ. Cái này thì vừa mặn vừa ngọt. Cái bim bim đậu xanh này thì gọi là bim bim quốc dân của các bạn. Ai ăn đúng là kiểu rõ vị đậu xanh hay vị sữa dừa luôn. Đây chính là gói chip chip điện thoại luôn các bạn ơi. Ở Việt Nam thì mọi người đều gọi món kẹo dẻo này là chip chip các bạn ạ. Nó có đầy đủ tất cả các màu sắc luôn và các hương vị nữa. Vẫn dai dai, chua chua, ngọt ngọt, rất dễ ăn. Còn đây là kẹo dồi hình viên thuốc này. Mình sẽ bóc như bóc viên thuốc luôn.
Hình như mình thấy kẹo rồi viên thuốc này có một vị khoai môn các bạn ạ. Cũng không ngọt lắm nhưng mà rất là thơm. Ui, đợi mãi mới đến lượt mình các bạn ơi. Thời của mình là thời như năm 2010. Thời này thì đồ ăn vặt rất là phổ biến luôn, rất là đa dạng nhiều các loại luôn. Và đặc biệt đợt này đã cũng có du nhập một số đồ ăn vặt nước ngoài về rồi các bạn ạ. Ở Mỹ này, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc rất là nhiều luôn. Đây, mình sẽ review một số những cái món đồ ăn phổ biến của mình nha. Phải kể đến nhất là que cay nè, vòi rồng hổ ca ca. Đây là một số xiên ở cổng trường nè, xiên nem chua nè và xiên phô mai. Đặc biệt rất là hot kẹo Hubba Bắc Bào nha. Còn đây là kẹo đá nè, đây là miếng snack thịt tảng nha. Ê, cái món này nha, mình ăn bao nhiêu rồi các bạn ạ? Chắc chắn là cũng rất nhiều bạn thích cái món này đúng không? Nhưng chúng ta nên ăn ít vừa phải nha. Ngon quá, lại còn cay nữa. Ngày nào mình ăn cũng được nhưng mà mẹ mình không cho ăn nhiều các bạn ạ. Mình cũng thấy thế. Đây là món vòi rồng, vị nó cũng tương tự như cái tăm cay các bạn ạ. Ui, một cái sợi mì siêu dài được cuộn lại. Gia vị đậm đà hơn que cay và ít cay hơn que cay các bạn ạ. Ui, mình tin là bạn nào cũng sẽ từng biết cái món này. Nó làm từ đậu tương, thơm giòn và ngọt. Đây, thời này của mình á, xiên cổng trường thì chưa có nhiều đâu, chỉ có một ít loại này thôi. Đặc biệt là phổ biến cái loại nem chua này nè. Đấy, chấm vào đây. Ngon giòn nhưng mà hơi béo nha. Bạn nào mà giảm cân thì chống chỉ định với món này. Đây là xiên nem phô mai, mình rất là thích luôn. Ăn là nó tứa phô mai bên trong ra, quá đã. Còn đây là kẹo Hubba Bubba nè. Siêu hot một thời luôn các bạn ạ. Mà bây giờ có khi vẫn còn hot ấy. Ăn đến đâu chúng ta sẽ cắt đến đấy. Ngon lắm. Lâu lắm rồi mình mới ăn lại đấy các bạn ạ. Vẫn thơm ngon như ngày nào. Đây, kẹo này hồi xưa mình cũng rất thích này các bạn. Đây là kẹo sô-cô-la đá. Đặc biệt là những viên đá này đầy đủ màu sắc luôn. Đá màu hồng. Bên ngoài là một lớp đường, bên trong là sô-cô-la các bạn ạ. Rất thơm và ngọt. Tới thời của mình rồi các bạn ơi. Thời của mình là những năm 2020 này các bạn. Thời này không chỉ đã giảm về mẫu mã mà đi kèm với cả đồ chơi nữa cơ. Không những thế, đồ ăn vặt còn theo trend. Hết trend này đến trend khác, không bao giờ dứt luôn. À, có kẹo ống tiêm sô-cô-la nè. Trứng sô-cô-la. Bánh đồng xu phô mai hot trend một thời. Hot nhất hiện nay đó chính là lạp xưởng nướng đá. Ngoài ra mình có kẹo bồn cầu, kẹo nổ, kẹo dẻo và trứng. Ăn cái này rất là thú vị các bạn ạ. Này, đấy sô-cô-la các bạn. Ngon lắm các bạn ạ. Ngọt ngọt thơm thơm vị sô-cô-la. Không ăn hay không ạ. Bây giờ mình sẽ ăn kẹo trứng Doraemon. Một bên là đồ chơi, đây là những quả trứng sô-cô-la. Mình sẽ dùng thìa ăn này. Bánh mềm mềm, thơm. Bánh đồng xu phô mai nha. Hot vào cuối năm ngoái các bạn ạ. Phô mai này. Nhưng mà nó hơi nguội các bạn ơi. Phô mai gọi là ngập mồm luôn. Mặc dù hơi muộn rồi nhưng mà rất là ngon các bạn. Chưa bao giờ ăn bánh nào mà nhiều phô mai như thế này luôn đấy. Làm xưởng nướng đá. Mình cũng thích món này nhất luôn. Được phủ một lớp bột ớt này này. Ăn béo ngậy, mặn mặn, cay cay. Đúng rồi đấy. Ăn khác hoàn toàn, nếu là làm xưởng khác mình trước đây mình ăn luôn. Cái này như kiểu là lai xúc xích và làm xưởng ấy. Ê, cái bồn cầu như này. Đây chỉ là bồn cầu đồ chơi thôi nha, không phải bồn cầu thật đâu. Wow, bồn cầu bên trong có cục vàng vàng các bạn ơi. Hình dáng này chắc là cục kẹo dẻo các bạn ạ. Ngoài lên thì tôi nhận người ta làm hình dung. Mình sẽ ăn luôn này. Rất là thơm. Thơm vị hoa quả nha các bạn. Thì cái kẹo bút này khá là hay các bạn ạ. Nhỏ hơn loại kẹo bút bình thường. Ngon đấy, thơm. Mà chỉ thấy vị ngọt thôi, không kiếm vị gì khác các bạn. Wow, nhiều chưa. Mấy cái nhiều như này mình sẽ ăn dần nha các bạn. Wow. Kẹo chua chua ngọt ngọt, nổ tanh tách trong miệng, vui quá các bạn ơi. Nổi đã hạ luôn các bạn ạ. Như vậy là cả gia đình mình đã vừa giới thiệu đến các bạn 100 năm lịch sử của đồ ăn vặt Việt Nam. Các bạn nếu thấy thích video này hãy bấm tặng mình một like và nút đăng ký để ủng hộ mình ra nhiều video clip mới hay hơn nha. Còn bây giờ chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.